Để đảm bảo tiến độ đã cam kết với chủ đầu tư, ngay trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 này, một số nhà thầu vẫn tập trung thiết bị, nhân lực triển khai thi công trên các công trình có ý nghĩa quan trọng tại tỉnh Hưng Yên. Trong các ngày nghỉ lễ này, ngoài trời nắng gần 40 độ, song hơn chục mũi thi công đường Tân Phúc Võng Phan và đường song hành đường vành đai 4 do công ty Lizen vẫn khá nhộn nhịp với hàng chục máy làm việc liên tục. Đây là ngày thứ tư của kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, song gần chục mũi thi công của các nhà thầu thi công công trình giao thông trọng điểm của tỉnh này vẫn miệt mài làm. Tinh thần là đôn đốc để anh em làm xuyên lễ để đảm bảo tiến độ và cũng thời gian rồi thì thời tiết cũng hơi khắc nghiệt tí nhưng mà anh em cố gắng. Tại công trình đường trục trung tâm huyện Khoái Châu, công nhân vẫn miệt mài làm các phần việc trong kỳ nghỉ lễ để đảm bảo tiến độ hoàn thành tuyến đường này. Được biết, đường huyện 57 là một trong những công trình trọng điểm của huyện Khoái Châu với tổng số vốn hơn 200 tỷ đồng. Dồn toàn lực, máy móc, thiết bị và nhân sự con người để tập trung làm tăng ca, tăng kíp, làm ngày, làm đêm để triển khai thi công để đạt tiến độ mà chủ đầu tư cả các bên đề ra.